Là cô trưởng chào em. World Cup có về Việt Nam không anh? Nghe nói mua rồi đó em. Mua 7 triệu. 150 tỷ của mình. 7 triệu nhân lên Tỷ. 7 triệu đô. Tầm 150 tỷ, Ừ, 7 triệu đô. Thái Lan nó giàu quá, nó mua 48 triệu đô. Thằng Lào Campuchia mua nhiêu mấy bạn? Thằng Lào Campuchia với Miến Điện, mấy thằng trẩu đó nghèo rớt xe rớt dãi ra coi nó mua nhiêu vậy. Khôi hài đi. 34 sợ Việt Nam luôn rồi. Dạo này tôi phản động hoạt động nhiều, kệ nó em. Đúng không? Công dân có quyền làm pháp luật, làm những điều pháp luật không cấm, còn công dân dám làm những điều pháp luật cấm thì chuyện đó chuyện khác rồi. Quan tâm chi nhức đầu. Gì 15 chai ông nội. Đâu ra. Theo nguồn tin tình báo tôi có được, mặc dù người ta chưa tiết lộ giá. Mặc dù người ta chưa tiết lộ giá nhưng mà anh nghĩ rằng ví dụ như VTV nó mua 7 tỷ giờ cho cao máu lắm, còn đại gia nào chọt vô 5 tỷ nó có 12, ủa 5 triệu đúng có 12 triệu thôi em. Mà chưa biết sao, nó chưa biết, nói chung là giá không biết, nói chung là lớn nhất á theo như anh nghĩ là 12 triệu, thấp nhất là 7 triệu thì thôi. Ai biết quăng bom la đại gia này nọ chi 5 triệu, mẹ biết có không có trời. Nhiều khi thấy bên kia nó làm vậy bắt chước đăng đăng cho có thôi, cái chuyện nó mình đâu biết đâu, ta giữ bí mật giá mà. Gấp 24 lần, gấp 24 lần Việt Nam. Cái gì 24 triệu gấp 3 lần Việt Nam. Gì thằng Lào chơi gấp 3 lần Việt Nam luôn hả? Đồ mấy nhà quê lên phố chơi ghê vậy. Là một người yêu nước thông thái, World Cup là thứ tồn tại duy nhất. Sao em thấy mấy bác cựu chiến binh, mấy bác lão thành cách mạng suốt ngày nói vì nước vì dân mà toàn phản đối chính sách vậy? Nói chung mà em nói gì không đúng em. Anh thấy là cũng một số người thôi. Ta kêu là thuộc về suy thoái đạo đức các em. Suy thoái đạo đức tư tưởng này nọ đó. Già rồi bị mấy nhỏ nó dụ. Nó có thiệt chứ phải không đâu. Thí dụ như 100 người, chừng 3 4 người vậy thôi. Chứ đâu phải là tất cả đâu em. Tất cả giờ nước mất tiêu rồi, không còn tới ngày hôm nay đâu. Yên tâm nghe. Lào chịu chơi anh ơi, má nói chắc chơi người dơi rồi. Vì sao nó mua World Cup cao hơn mình vậy? Mấy nhà quê nó mới lên phố, nó chảnh vậy em. Việt Nam mình phúc 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 tâm chính tự mà Việt Nam mình là thuộc dạng là đàm phán hiệp định Paris còn xong nên nói chỉ có World Cup nhỏ nhoi đó, đúng không? Bây giờ kệ mẹ nó, giờ mình chơi chơi bài liều mấy em. Mà không mình chơi cũng đúng thôi, đúng không? Thí dụ như bây giờ nó có tình huống gì mấy em, mấy tụi phản động nó hay xuyên tạc cái vấn đề nợ công á, mấy em hiểu không? Rồi xong rồi cái giờ VTV là gì? VTV là công ty nhà nước đúng không? Bây giờ mua bản quyền mắc quá về làm ăn lỗ thì VTV thiếu nợ thì tiền nó đâu ra? Nó chửi nữa nè nha. Nên thôi anh kỹ nha, VTV làm cái cú này cũng được. Giờ năm ngoái ta mua 7 triệu, năm nay ta mua 7 triệu mà. Cùng lắm giật giá đeo thang mà cho lên 7 triệu rưỡi thôi chứ mày lên con mẹ gì cao vậy? Đó. Hợp lý không em? Cái lý luận của VTV là hợp lý đó. Xong rồi cái thằng kia nói tao mua tao độc quyền tao không bán như kệ mẹ tao. Ừ thằng kia cũng hợp lý luôn, bây giờ hai thằng hợp lý đúng không, ngồi bàn lại nhau giờ mày bán không? Tới phút thứ 390 rồi đúng không, là tức là gần ngày hôm nay rồi nè. Thằng kia nó không bán á thì nó mất mẹ nó 7 tỷ, còn thằng VTV không mua tao méo thằng cần phải coi. Giờ thằng kia cần tiền nhiều hơn hay thằng này cần coi nhiều hơn vậy thôi. Mà nó cơ chơi này, nó bán cái cú này nó bóp giá thì Thái Lan quá rồi ơi. Thái Lan mua 48 triệu lần, má Đông Nam Á này mua mắc 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 không á. Thằng quỷ kia chơi bóp giá Thái Lan, thằng kia phải không phải Việt Nam nha, thằng kia thằng bán đó, tên gì á đó. Nên nói chung vậy, ta nói chung là cái việc đó thằng nào phản phản động nó mới chửi VTV, chứ anh là người dân yêu nước anh ủng hộ VTV mà, đúng không? Mẹ mày xúi tao làm tao lỗ ai chịu, tao lao tao lỗ mày lại chửi nữa. Mày nói động công ty nhà nước làm ăn thua lỗ yếu kém, nó mất kiểu gì nó nói chả được, thôi tao chắc cú. Thằng nào có tiền bỏ ra mua đi, đâu đâu đặc quyền đúng bạn. Bạn đừng có gánh cho trách nhiệm VTV phát mua, mấy thằng khác nó mua đi. Ví dụ như thằng nào mới chơi ăn ẵn đó, tao bay gom tiền là bay lập đài truyền hình bay mua đi. Đúng không? Mọi người đều có thể đàm phán, mọi người đều có thể mua. Không có kêu cả cộng mua đi, kêu mấy thằng khác mua đi.
tại sao bắt Vieira mua tào lao về mua giờ tao giờ mua tào lao giá cáp mày chịu không, làm gì nó chịu đúng không, nó cứ nói cái luận điệu này nè mấy em, nó cứ nói là ờ thôi mua đi rồi mấy doanh nghiệp quảng cáo, không mấy doanh nghiệp quảng cáo chỉ cái mẹ doanh nghiệp mày chả gắn quyền lợi trong đó cả, mày chỉ thằng chỏ mỏ rồi mày coi thôi, còn rủi doanh nghiệp nó không quảng cáo là sao, hoặc là quảng cáo nó yếu là sao, đâu mới chết VTV chứ đùa. Dạ rồi chị, tại vì á có thể là tiền nó qua rồi nhưng mà còn cái chuyện ông đại gia nó không bỏ tiền mua thì cài không thì nó không quan tâm. Dạ dạ, nhiều khi ông cha đó cũng máu độ á. Tổng đài chết không, còn đối với anh nó thiệt em, mẹ World Cup tôi coi bao nhiêu cái rồi, coi tới coi lui cũng chát thì mẹ tổng đài nó đang bị mẹ coi tới coi lui coi xui coi người cũng chả con méo trong á là vô được hết, coi làm gì đúng không, mình có đọc báo được rồi. Dạ. Dạ má, thí dụ như Việt Nam đá mà VTV dạ, không mua là chuyện khác nha. Đó. Dạ, dạ. À, hiểu không mấy em? Còn mấy nào cuồng đá banh kệ bà, mày cuồng đá banh ổi tiền rồi mày mua mày coi. Mày ngồi đó mày ẵng cái gì? Đá banh tao cũng cuồng vậy nhưng mà tao đâu có cuồng điên như tụi nó. Cuồng kỳ cục. Đóng cái cửa vô đây má, tao ghét tao mấy này cái tật mở mà lạnh mở cửa ghê, tao mấy đứa này nói ngày nào cũng nói đó. Sao cái tật hướng gì đâu á, bự hết rồi tụi bay. Định Văn Quyết bỏ tiền ra phụ ra người kệ, không quan tâm. À đâu khé, chưa biết tao coi được mấy trận nữa thiệt luôn á. Từ khi vô ủng hộ Nga chơi chút đỉnh thôi, sợ Nga nó vô được vòng trong lội mẹ luôn rồi chứ. Nga bóng đá không có mạnh, có một thời thủ môn Lech Yanshin thôi, mẹ tao nói đám đi tụi bay biết không, nó bị đặt yêu đá banh hả, cái gì cái tay gì đâu lột da ghê hả, đúng không, biết thủ môn Lech Yanshin không,